Xin chào các bạn, đây là Dưới Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là sáng ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 8 Tây tháng 11. Thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số những thông tin mới nhất liên quan thị trường và những gì mà các bạn cần phải quan tâm đến trong vài ngày tới đây, trong tuần tới đây tại vì chúng ta bây giờ đã bước qua một cái tuần mới. Thì các bạn thấy là ngày hôm qua, nhiều bạn cũng biết là cái thông tin là cựu phó tổng thống Joe Biden đã đưa ra một bài diễn văn với cái tư cách đó chính là tân tổng thống được bầu cử thì các bạn có thể là không có tin những thông tin này hay là các bạn không chấp nhận những cái thông tin này nhưng mà đây là những gì đã xảy ra và các bạn cần phải nắm được tình hình hiện bây giờ để biết được là các bạn cần phải chuẩn bị gì về mặt phương diện ở thị trường tài chính và các bạn cũng đã biết là ngày hôm qua cũng đã có một số những cái lãnh đạo của thế giới cũng đã nhắn tin hay là đã gửi thông báo, gửi thông tin là chúc mừng Tân tổng thống của Hoa Kỳ đó chính là Joe Biden. Đương nhiên về cái phương diện tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào tôi sẽ nói thêm một lát nữa. Còn về cái vấn đề này thì các bạn cũng đã biết là ngày hôm qua thì những đài truyền thông nổi tiếng của Hoa Kỳ đã đưa ra cái tuyên bố chẩn đoán đó chính là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ là Joe Biden dựa theo kết quả bầu cử mà họ hiện có. Các bạn nhìn vào những đài lớn như là Fox News, NBC, CNN vân vân rất nhiều đài thì đều có cùng một cái thông tin và các bạn thấy được là sau khi mà thông tin đưa ra thì thị trường chứng khoán phải như thế nào đương nhiên là chúng ta không biết tại vì thị trường chứng khoán ngày hôm qua không có mở cửa và hôm nay thì vẫn tiếp tục chờ đợi khi mà thị trường chứng khoán hợp đồng tương lai mở cửa thì mở cửa như thế nào đây là một điều mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi thôi thì có một số lòng tin là sẽ mở cửa có thể là tăng ngày hôm nay và trong tuần tới đây có thể là một tuần không tệ đối với thị trường chứng khoán có nghĩa là chúng ta có thể thấy được cái sự tăng trưởng tiếp tục của thị trường chứng khoán tại sao thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. À, và các bạn thấy được là chúng ta tuy không biết được là chứng khoán phải như thế nào tại vì là cuối tuần chứng khoán không mở cửa, nhưng mà nhìn vào tình hình của Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin sau khi mà cái thông tin liên quan đến những đại truyền thông cho là Joe Biden sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử này thì Bitcoin đã đi từ có mức khoảng chừng là 15.500 đô xuống tới cái mức thấp nhất ngày hôm qua đó chính là 14.300 đô nhưng mà lúc đó đã có rất nhiều người chờ sẵn mà mua đẩy giá ngược trở lên và cho tới bây giờ các bạn thấy được là tinh hình các bạn thấy là giá của BTC bây giờ đã trở lại 15.658 có nghĩa là đã trở về cái mức ngày hôm qua trước khi mà đi xuống hầu như là không có chuyện gì xảy ra và tôi chúng ta không biết được là thị trường tài chính là phản ứng như thế nào chúng ta phải chờ thêm vài tiếng nữa mới biết được nhưng mà nhìn vào tình hình của Bitcoin đây cũng là một dấu hiệu cho thấy được là thị trường tài chính rất là lạc quan liên quan đến những thông tin chúng ta nhận được ngày hôm qua. tôi sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề này một lát nữa. À, tại sao lại lạc quan? Những cái điều gì khiến cho thị trường lạc quan và cũng như là những cái điều gì có thể dẫn đến cái sự xuống giá của thị trường trong tuần tới đây? À, và các bạn thấy được là nhìn vào o thì phần lớn o ngày hôm nay là một màu xanh đậm các bạn thấy được là nhiều đồng đã có sự hồi phục rất là đáng kể tuy là nhiều đồng không tăng trưởng mạnh bằng bitcoin các bạn thấy được là bitcoin thì tăng 5,28% trong khi à, những đồng khác như là xrp thì không tăng mạnh bằng nhưng mà ethereum thì đã muốn trở về cái mức là 460 đô bây giờ đã là cái mức là 459 đô nghĩa là cái mức mà trước khi đi xuống ngày hôm qua phần lớn thị trường crypto ngày hôm nay là một màu xanh rất là tốt thì Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết cũng như thường lại tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là cũng thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như các bạn chưa theo dõi thuận Capital đồ trên mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch nào thì hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital. như là các bạn có thể đăng ký sàn điện đơn để đưa được vào những nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn tham gia và nhận được giảm 20% phí giao mãi tất cả những thông tin chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái video này các bạn có thể bấm vào để mà xem những cái thông tin đó thì chúng ta bây giờ hãy trở lại nhìn vào tình hình chung Thì một trong những điều mà có thể nhiều bạn thắc mắc Đó chính là khi chúng ta nhìn vào cái tình hình hiện bây giờ Là nghiêng về Joe Biden Và bây giờ là nhiều người đã công nhận Joe Biden sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử này Sẽ là tân tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ Ngay cả những lãnh đạo, nhiều lãnh đạo cũng đã Nhắn tin và cũng đã đưa ra cái thông điệp là chúc mừng Joe Biden là tổng thống kế tiếp Đương nhiên về phương diện tổng thống Donald Trump thì chúng ta vẫn chưa thấy một cái lời phát biểu nào liên quan đến là tổng thống Donald Trump sẽ chấp nhận cái kết quả của cuộc bầu cử này Thậm chí là ngược lại chúng ta nhận được những thông tin liên quan đến uh, bên tổng thống của Donald Trump ngày hôm qua đã đưa ra thông báo là sẽ bắt đầu cái sự kiện tụng bắt đầu từ ngày thứ hai Tôi sẽ nói thêm về vấn đề này một lát nữa Nhưng mà một trong những điều mà nhiều bạn thấy thắc mắc là chúng ta nhìn vào những cái chiến lược được đưa ra bởi bên của Joe Biden khi mà ra bầu cử Một trong những chiến lược mà nhiều người có thể là nhìn thấy được trên màn hình Đó chính là chiến lược thuế Thì dưới chính quyền của Joe Biden các bạn sẽ thấy được là phần lớn các thuế đều được tăng lên So với lại dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump Có nghĩa là những cái cột màu đỏ này là hiện bây giờ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump Và những cột màu xanh này là dưới chính quyền của Joe Biden Biden thì các bạn thấy được là dựa theo những gì chúng ta thu thập được thì chúng ta nhìn vào những cái thuế như là cái thuế cho những công ty corporate tax thì các bạn thấy được là tổng thống Trump là 21% trong khi Joe Biden nói là muốn tăng lên 28% income và payroll tax nghĩa là cái thuế thu nhập thì các bạn thấy được là dưới chính quyền của Tổng thống Trump là 17% Và dưới chính quyền của Joe Biden Có thể tăng lên tới 52% Rồi kế tiếp là Small Business Tax Có nghĩa là thuế cho những cái doanh nghiệp nhỏ Thì dưới Tổng thống Donald Trump là 29,6% dưới chùa Biden có thể tăng lên tới 39,6% và cuối cùng là capital gains và dividend tax nghĩa là những cái thuế tính từ cái lợi nhuận đầu tư thì các bạn thấy được là dưới chính quyền của tổng thống đầu trong bây giờ là 23,8% và dưới chính quyền của chùa Biden có thể tăng lên đến 43,4%. đương nhiên cái mức cao nhất này là những cái mức mà các bạn có được thu nhập cao nhất chứ không phải là ai cũng trả cái mức này. Nhưng mà nếu như mà thuế dưới chính quyền của chùa Biden có thể tăng lên như vậy thì tại sao các bạn thấy được là thị trường lại có sự tăng trưởng trong mấy ngày qua trước khi mà kết thúc cuối tuần hồi hôm sáu khi mà các bạn thấy được là thông tin liên tục đưa ra là Joe Biden dẫn đầu trong cái số phiếu đại cử tri thì chúng ta nhìn vào tình hình thì bây giờ thì bây giờ các bạn có thể là chấp nhận kết quả hay là không chấp nhận kết quả đó là cái vấn đề của mỗi người nhưng mà các bạn không thể phủ nhận được một điều đó chính là tình hình bây giờ thì đối với nhiều nhà đầu tư đã rõ ràng hơn so với thứ sáu rất nhiều kết thúc hôm thứ sáu so với ngày hôm nay các bạn thấy được là chúng ta đã biết thêm rất nhiều thông tin và nhiều người cho là thông tin bây giờ đã rõ ràng hơn chúng ta sẽ có một tân tổng thống và các bạn thấy được đây là một điều mà thị trường muốn thấy kết thúc một cuộc bầu cử một cách nhanh chóng. Đương nhiên nhiều người cho là có thể kéo dài tại vì cái điều kiện tụng đến từ bên phía của tổng thống Donald Trump. Nhưng mà một lát chúng ta sẽ nói về cái vấn đề này. Nhưng mà ít ra nhiều người cho là bây giờ tình hình đã rõ ràng hơn là thứ sáu rất là nhiều và thị trường thích cái sự rõ ràng này thị trường không có thích cái lúc mà chúng ta không rõ ràng là ai thắng bây giờ đã rõ ràng hơn hôm thứ sáu đây là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa tuy là các bạn thấy được là bây giờ nhiều người cho là Joe Biden đã là người chiến thắng nhưng mà dưới cái sự lãnh đạo của Joe Biden thì thuế có thể được tăng lên rất là nhiều. Thì làm sao mà thị trường tài chính lại thích cái vấn đề này? Vấn đề này là sẽ dẫn đến một trong những điều mà Thuận đã chia sẻ với bạn trong những mấy ngày qua. Đó chính là cái sự chia rẽ ở quốc hội các bạn thấy được là bây giờ chẩn đoán thượng viện vẫn sẽ tiếp tục được kiểm soát bởi đảng cộng hòa và hạ viện vẫn sẽ tiếp tục được kiểm soát bởi đảng dân chủ có nghĩa là sao có nghĩa là nếu như mà chính quyền joe biden muốn đưa ra những cái luật mà tăng thuế thì có thể là không thể thông qua được tại vì bây giờ là ở quốc hội bị chia rẽ làm hai đảng đây là điều mà thử, chia sẻ bạn trong vòng mấy ngày qua đây là điều mà rất quan trọng mà nhiều người tôi muốn thấy được tại vì khi mà chính quyền joe biden muốn đưa ra cái thuế để mà tăng cái số thuế lên thì có thể là ở bên thượng viện sẽ không chấp nhận và luật đó sẽ không được thông qua đây là lý do tại sao mà nhiều nhà đầu tư thích cái sự chia rẽ của quốc hội không có thích là thượng viện hạ viện và tổng thống là của một đảng đó là điều gì còn kế tiếp nữa các bạn thấy được là liên quan đến cái gói hỗ trợ thì một trong những điều mà nhiều nhà đầu tư tin tưởng bây giờ đó chính là chúng ta sẽ có một gói hỗ trợ thậm chí nếu như mà chúng ta chờ đợi có thể có một hỗ trợ lớn hơn tại vì chúng ta thấy được là bây giờ là tổng thống sẽ là tổng thống của đảng Dân Chủ dựa theo những gì chúng ta nhận được thì nếu như đây là cái sự thật thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ có tổng thống Dân Chủ chúng ta tiếp tục có Hạ viện kiểm soát và đảng Dân Chủ và Thượng viện được kiểm soát bởi đảng Cộng Hòa có nghĩa là hai cho một các bạn thấy được là cơ hội nhiều người cho là chúng ta sẽ có một cái hỗ trợ thậm chí là gói hỗ trợ sẽ lớn hơn và thị trường rất là thích gói hỗ trợ một những điều mà nhiều người đặt câu hỏi bây giờ là dưới tình hình bây giờ thì tổng thống Donald Trump vẫn còn là tổng thống đương nhiệm cho đến khi ngày mà tổng thống phải giao quyền lợi cho tổng thống mới thì trong khoảng thời gian này tổng thống nào trump có tiếp tục đàm phán gói hỗ trợ hay là không hay là tổng thống nào trump sẽ bác một bên để coi coi là tình hình tiếp tục như thế nào và nếu như điều đó xảy ra thì sẽ dẫn đến sự trì hoãn trong gói hỗ trợ nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì thị trường vẫn cho nên sẽ có một gói hỗ trợ chỉ không biết là khi nào và tình hình bây giờ thì nhiều người cho rằng hỗ trợ sẽ lớn hơn là nhiều người uh, mong đợi và thị trường rất thích cái vấn đề này nhất là trong cái tình hình mà các bạn thấy được là trong thời gian gần đây chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng tăng trưởng dịch bệnh ở hoa kỳ tăng lên rất là nhiều nhiều nơi đã cho thấy được cái số tăng trưởng rất là nhiều trong cái sự tăng trưởng của dịch bệnh hàng ngày trong vòng 7 ngày qua nhiều nơi đã cho thấy được là cái số lượng trung bình tính cho tới ngày hôm qua là 103.000 ca nhiễm mỗi một ngày so với một tuần trước đó đã có sự tăng trưởng là 30%. Tại vì bây giờ chúng ta đã bước vào mùa đông và nhiều người cho đây là một mùa đông đen tối tại vì chúng ta sẽ thấy cái sự trở lại của dịch bệnh và điều này như thế nào, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ gì? Đó chính là nguy cơ có thể lại bị đóng cửa trở lại và đây là một trong những cái vấn đề mà thường sẽ bắt đầu chuyển qua những cái nguy cơ của thị trường trong thời ngắn hạn tới đây là nếu như mà chúng ta bị đóng cửa có nghĩa là chúng ta nhìn vào những cái nước như là ở châu âu đi thì mình thấy được là những nước như là anh pháp hay đức thì đã có những cái biện pháp đóng cửa tạm thời trở lại một số nơi thì hoa kỳ có thể là đi theo cái xu hướng đó và nếu như mà hoa kỳ bị đóng cửa trong khoảng thời gian mà chúng ta chưa có có hỗ trợ thì các bạn thấy được là hình kinh tế bây giờ đã đang rất là mỏng manh hồi phục rất là chậm mà nếu chúng ta không có có hỗ trợ mà lại bị đóng cửa trở lại thì các bạn có thể thấy được là tình hình nó sẽ rất là xấu đối với cái tình hình tài chính của hoa kỳ, tình hình kinh tế của hoa kỳ. cho nên đây là một trong những cái điều mà nguy hiểm các bạn cần phải theo dõi trong thời gian tới đây. đó là điều đầu tiên mà không tốt đối với thị trường trong thời gian tới đây mà chúng ta cần phải theo dõi. điều thứ nhì chúng ta cần phải suy nghĩ đến đó chính là cái cuộc bạo loạn có xảy ra hay là không cho đến sáng ngày hôm nay thường đã google lên trên youtube lên trên nhiều mạng xã hội để mà tìm kiếm những thông tin cho coi là tối ngày hôm qua chúng ta có những cuộc bạo loạn xảy ra hay không thì cho tới bây giờ một điều tốt là chúng ta vẫn chưa thấy được một cuộc bạo loạn xảy ra. Bây giờ chúng ta thấy được là khắp nơi ở Hoa Kỳ thì khắp nơi đã có nhiều cái nhóm nổi lên và đòi hỏi cái sự công bằng cho tổng thống Donald Trump. À, đương nhiên bây giờ chỉ là biểu tình mà thôi, các bạn thấy được là chưa dẫn đến những cái việc như là hôi của hay là chưa dẫn đến những cái việc bạo động hay là bạo loạn. Cho nên cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy bạo loạn xảy ra. Một trong những điều mà tôi nghĩ là rất quan trọng đó chính là bên phía của tổng thống Donald Trump có thể đưa ra những bằng chứng cụ thể là có gian lận hay là không. Đây là một điều rất là quan trọng tại vì nếu như mà bên Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra được bằng chứng cụ thể là có gian lận và gian lận có tổ chức thì bạo loạn hoàn toàn có thể xảy ra thì điều đó ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường thì trong video ngày hôm qua thì đã chia sẻ với các bạn là nếu như mà bạo loạn xảy ra thì tùy theo là lớn hay là nhỏ chúng ta đã từng chứng kiến trong thời gian gần đây nhất đó chính là cái vụ liên quan tới cho Floyd thì bạo loạn đã xảy ra nhưng mà thị trường hầu như là không quan tâm đến cái cuộc bạo loạn đó các bạn thấy được là chứng khoán thì vẫn tiếp tục tăng bitcoin thì vẫn tiếp tục tăng cho nên các bạn thấy được là bạo loạn uh, nếu như mà có xảy ra mà ảnh hưởng tới thị trường phải là bạo loạn rất là lớn làm cho nền kinh tế bị tắc nghẽn hay là bị tê liệt Chứ còn nếu như mà bạo loạn ngang với lại cái cuộc bạo loạn của Joe Floyd thì thường nghĩ thị trường cũng sẽ có sự phản tương tự có nghĩa là không quan tâm đến đây là cái điều mà thường muốn đem đến các bạn liên quan đến tình hình bạo loạn và cái vấn đề liên quan đến đưa ra bằng chứng cụ thể là rất là quan trọng ngay cả ngày hôm qua khi mà tôi nghe nói cái lời phát biểu của luật sư của tổng thống đó chính là luật sư Giuliani thì Giuliani cũng đã nói là bắt đầu ngày mai ngày thứ hai sẽ điền đơn để mà kiện tại vì nghi ngờ là có cái sự gian lận trong cuộc bầu cử này và có một số phiếu không nên đếm đã đếm à, và Julian nói là sẽ cung cấp một số bằng chứng cho tòa và chúng ta vẫn chờ đợi coi coi là ngày mai những bằng chứng mà bên tổng thống Donald Trump cung cấp cho tòa án có thực sự là hữu hiệu hay là không đây là một điều rất là quan trọng à, liên quan đến cái cuộc kiện tụng của tổng thống Donald Trump sẽ đi đến đâu và kết quả như thế nào tại vì nếu như mà bằng chứng không hữu hiệu thì các bạn thấy được là sẽ không đi đến đâu nhưng mà nếu như bằng chứng hữu hiệu thì sẽ dẫn đến là một cái cuộc đấu tranh liên quan đến pháp lý có thể là kéo dài và các bạn thấy được là có một số điều các bạn cần phải nên hiểu điều đầu tiên là bên tổng thống Donald cần phải chứng minh được là có bằng chứng cụ thể là đã có gian lận điều thứ nhì phải chứng minh được là gian lận có tổ chức có nghĩa là các bạn thấy được là nếu như mà một người nào đó dây sợi như là uh, thuần là một người mà không thích một bên nào đó nhưng mà thuận đang đếm phiếu đi mà thuận muốn giấu đi một số phiếu thì nếu như mà chứng minh được là có gian lận mà thuận cố tình gian lận thì chỉ có thể là buộc tội được một mình thuận mà thôi chứ không thể nào mà buộc tội là gian lận có tổ chức được cho nên phải chứng minh được đầu tiên là có gian lận thứ nhì là có gian lận có tổ chức và thứ ba phải chứng minh được là nếu như mà không có gian lận thì tổng thống donald trump sẽ là người đắc cử chứ nếu như mà chứng minh hết hai điều trên nhưng mà tổng thống donald trump cũng không có thể là chuyển tình thế để mà có thêm nhiều phiếu đại cử tri để có thể làm tổng thống kế tiếp được thì cũng sẽ không có hiệu quả các bạn thấy được đây là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến và bên của joe biden tự nhiên sẽ có luật sư để mà biện hộ và đương nhiên là những nơi mà đếm phiếu thì nhiều quận hạt cũng sẽ có luật sư để mà biện hộ về cái vấn đề là có gian lận hay là không đây là một cái điều mà chúng ta sẽ không biết được tin tức cho đến ngày mai cho nên tính chung thì các bạn thấy được là thuận vẫn nghĩ là thị trường trong tuần tới đây cái cơ hội mà tăng trưởng nhiều hơn là cái cơ hội bị đi xuống. Ngoại trừ một cái thông tin rất quan trọng là ngày mai những gì mà Tổng thống Donald Trump có thể chứng minh được là hữu hiệu. Còn về Bitcoin thì có một cái vấn đề riêng đó chính là hiện bây giờ Bitcoin tăng trưởng quá nhiều dẫn đến như thế nào các bạn dẫn đến là chúng ta thấy được là có rất là nhiều Bitcoin đang có lời hiện bây giờ có nghĩa là rất nhiều ví lưu trữ Bitcoin đã có lời tại Bitcoin lên quá nhanh cho mà thấy được là từ 10.000 lên 15.000 đô rất là nhanh và thống kê à, được đưa ra bởi class no là 97% của những cái địa chỉ Bitcoin này đang có lời hiện bây giờ có nghĩa là chúng ta uh, mỗi lần mà thấy một động tĩnh nào sẽ dẫn đến việc là có nhiều người sẽ chốt lời như là các bạn thấy được là ngày hôm qua có động tĩnh thì thường tin là có nhiều người khi mà nghe động tĩnh liên quan đến kết quả bầu cử thì có thể nghĩ là bây giờ chúng ta đã có lời bây giờ cứ chốt lời đi rồi chờ tình hình nếu như mà tình hình ổn định lại thì sẽ mua trở lại hay là gì đó cho nên các bạn thì được là khi chúng ta có rất là nhiều ví đang có lời thì sẽ dẫn đến việc là bất cứ một động tính nào có thể dẫn đến là Bitcoin đi xuống rất là nhanh tại vì người ta sẽ chốt lời và bây giờ cho thấy được từ Classno là 97% của những địa chỉ ví Bitcoin đã có lời hiện bây giờ và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video sáng ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận, xin gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.